Thế ra đẹp nhìn cái gì? À, không, không, không. Dạ, à, không, con xin lỗi thầy tại nhìn thầy giống, quen. Chả quen thế nào nữa. Đèn live stream suốt ngày ở trên mạng á. Nhá, cũng nổi tiếng phết đấy. Ừ, nào thôi. Này, thông tin của Trâm Anh với cả Thành Danh. Đúng không ạ? Đúng ạ. Rồi. Cấm quá đấy. 1 giờ đêm ngày hôm qua bà Ngọc bà mới gửi thông tin. Bà đấy kinh khủng, nửa đêm giờ tí hiện hình đấy. Quá thể cơ. Thế định lấy nhau như nào? Dạ. Dạ vâng. Thì hôm nay là con muốn qua gặp thầy để... Nhà xem ngày giờ ạ. Dạ vâng. Để tổ chức hôn lễ ạ. Thôi này đi. 2 tuổi này đừng lấy nhau vào làm gì nó khổ nhau ra nhá. 2 tuổi lấy nhau vào ấy, không ly hôn thì cũng ly biệt. 1 trong 2 người ấy là sẽ đoạn mệnh. Hả? Là chết rồi.